nằm ven sông Thu Bồn, xã Đại Thắng từ lâu đã có vị trí khá quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa của vùng B Đại Lộc. Bằng trí thông minh, ham học hỏi, nhân dân Đại Thắng đã sáng tạo và nuôi dưỡng nhiều vốn quý văn hóa còn lưu truyền đến ngày nay, như tuồng cổ, sắc bùa và các làn điệu dân ca đặc sắc, cùng những giai thoại cười kỳ thú, thấm đẫm chất trí tuệ, biểu hiện rõ ý thức chống bất công xã hội, chống cường quyền phong kiến. Đại Thắng còn là nơi sinh danh sĩ Tú Quỳ, nhà thơ Trinh Đường và nhiều nhân vật khác nổi tiếng cả nước. Riêng với nhà thơ Trinh Đường, cuộc đời ông có nhiều thăng trầm, nhưng thơ ca và tình yêu của ông với loại hình văn học này mãi là một ánh sáng lung linh như chính tình yêu trái tim ông đã dành cho quê nhà Đại Thắng. Ra đi làm cách mạng và dấn thân vào thơ ca, bàn chân trải bao miền quê đất nước, nhà thơ Trinh Đường vẫn luôn đau đáu một nỗi nhớ quê nhà Đại Thắng mà cả quãng đời tuổi thơ và hoa niên ông gắn bó, là một miền đất đẹp của vùng B Đại Lộc. Vùng đất nằm dưới chân núi Ngang, một nhánh của dãy Trường Sơn, nhìn xuống dòng sông Thu Bồn, đôi bờ êm đềm xanh mướt những biển dâu nương bắp. Đấy cũng là quê hương của Tú Quỳ, của những nhà văn nhà thơ Nam Trân, Nguyễn Văn Bổng, Võ Quảng và nhiều nhà nho. Cha ông cũng là một nhà nho, đã từng lặn lội đi thi những khoa cuối cùng của triều đình Huế, rồi cụ đi học tiếng Pháp. Từ tuổi thiếu niên, Trinh Đường chịu ảnh hưởng người cha mê đàn nguyệt, ham thích văn chương thơ phú và võ thuật. Ông học ở thị xã Hội An, rồi Huế. Vì quá mê thơ nên thi hỏng tú tài, về nhà mua sách tự học chữ nho. Thực hiện lời dạy của người cha lúc sinh thời, ông đóng cửa tự giam mình để học, để đọc, để viết và luyện tập võ nghệ theo hướng làm trai phải văn võ toàn tài. Ông theo Việt Minh từ trước khởi nghĩa, treo lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên ở vùng quê Đại Thắng. Khi Trung ương chủ trương thành lập đoàn văn hóa kháng chiến rồi phân hội văn nghệ, ông được Mặt trận cử làm phân hội trưởng phân hội văn nghệ Quảng Nam Đà Nẵng. Sau một số chuyến đi tìm hiểu các vùng tạm bị chiếm trong tỉnh, ông viết được nhiều, nhưng chỉ đến bài Hồi ký đầu thu, ông mới cho là sáng tác đầu tay sau cách mạng, vì hình thức phù hợp với nội dung mới của cách mạng và kháng chiến. Sau này nó cũng là bài mở đầu cho tập Hoa Gạo. Nhiều nhà thơ cùng thời cho rằng đó là một bài thơ có nhịp điệu mới hồi bấy giờ, và hình như nó mở ra một cách viết trữ tình phóng khoáng, mang chất tự sự, mà sau này Trinh Đường tiếp tục và phát triển trong hai bài thơ xuất sắc của mình, 728 và Bói Kiều. Càng về sau, càng thấy Trinh Đường là nhà thơ của những cuộc hành trình. Hành trình theo nghĩa đi đó đi đây và nghĩa bóng, tiếp xúc với thực tế mới để đổi mới cảm xúc, từ đó đổi mới cách viết. Những hành trình không mệt mỏi này đã đem lại cho ông nhiều thành công. Và trên cuộc hành trình thơ dài dằng dặc ấy, phải nói rằng Đại Thắng là nơi đầy ắp những hương đồng cỏ nội và phù sa bãi bồi, để hai chữ quê nhà luôn nặng nề trong ông. Khi mà tôi sống lên trong cái thời kỳ miền Nam giải phóng ấy, thì tôi hiểu được cái tâm trạng của ông náo nức và muốn trở về cái mảnh đất quê hương như thế nào. Và cái khi mà hòa bình lập lại, một cái là việc đầu tiên là ông đưa tôi lên hồi đấy là cũng đi được máy bay rồi, và bay ngay về trong Đà Nẵng này để mà gặp lại các người thân trong gia đình, và cũng cụ thể là gặp lại người mẹ. Người mẹ lúc đấy là tôi gọi bà nội đấy, lúc đấy bà nội cũng sức rất là yếu, tuổi cao sức yếu. Nói chung là ông rất là nhiều cảm xúc và tôi nhớ rất nhiều kỷ niệm về lúc đó. Nhà thơ Trinh Đường tên thật là Trương Đình, sinh năm 1917 trong một gia đình nho học ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông là một người yêu thơ và bắt đầu làm thơ từ tuổi thiếu niên. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia cách mạng, làm thư ký đoàn văn hóa kháng chiến tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, rồi ủy viên ban chấp hành chi hội văn nghệ liên khu 5, phân hội trưởng phân hội văn nghệ Quảng Nam, tiền thân của hội văn nghệ Quảng Nam Đà Nẵng sau này. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc,
tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam và làm việc tại nhiều cơ quan văn nghệ khác nhau. Ngoài thơ, Trinh Đường còn sáng tác văn xuôi, viết tiểu luận, bình thơ. Ông sáng tác cho cả người lớn và trẻ em. Trong cuộc đời văn chương dài hơn 60 năm của mình, ông đã xuất bản 13 tập thơ, 3 tập truyện ngắn và bút ký, 5 công trình lý luận phê bình và nhiều tác phẩm công trình khác. Nhà thơ Trinh Đường từng được trao thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Năm 2012, ông được truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Đặc biệt là ngoài những phần thưởng ấy, ông còn nhận được một phần thưởng khác vô cùng quý giá, đó là tình yêu thương, nể phục, ngưỡng mộ của công chúng yêu thơ và văn giới cả nước. Trên đường nước này không có một người nào mà yêu thơ như ông Trinh Đường, một người mà hết lòng vì thơ. Và ông có thể, có người thì nói là ông là coi như là ông có thể chết vì thơ. Năm anh mất thì 2001 thì chúng tôi đã có tổ chức lễ tang Hà Nội. Thì anh lúc đó không có tiền để về quê thực như thế. Cho nên anh chỉ mong là quả thân hoàng vũ xong là đưa một nắm tro về đặt ở dưới mộ cha mẹ. Đó là thỏa mãn. Tôi từng nghe ông nói, trước cách mạng tháng 8, ông đã từng tự nhốt mình trong tháp ngà để viết. Từ khi tham gia cách mạng, nhờ đi thực tế kháng chiến nhiều lần, ông mới chuyển hướng sáng tác. Và mãi về sau này, đó vẫn là định hướng cho cả đời thơ của ông. Đi và viết, viết về thực tế cách mạng, kháng chiến và hòa bình. Và hoàn toàn không phải là duy tâm. Khi đã cao tuổi, ông đề cập nhiều đến số phận con người, kiếp người và những vấn đề tâm linh. Có một năm là chúng tôi đi đến là 38 lần để đi thực tế sáng tác. Và anh Trinh Đường là khi nào cũng gặp con người rất là khẩn trương, rất là tranh thủ mọi lúc để có thể làm thơ. Và anh buộc chúng tôi cũng phải làm theo như thế. Ví dụ như đến nông trường Đồng Giao, là anh nói là tối nay là các ông phải thức viết để sáng mai là có thơ lên đọc hội trường. Thì chúng tôi phải thức suốt đêm. Người này thức, người kia ngủ dậy làm, thì cứ thế, tới sáng hôm sau chúng tôi đều có thơ. Tức là cái bức bách, từ cái bức bách đó nó dần đến là có sản phẩm. Tất nhiên là có thể nó có chỗ này yếu, chỗ mặt kia kém, nhưng mà thực ra đã có cái tác phẩm cái đã, rồi sau đó mình sửa. Vì thế cho nên là anh Trinh Đường là chúng tôi rất kính trọng và vẫn nói đùa là Trinh Đoàn Trưởng. Nhớ về Trinh Đường, nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam, đã có một bài thơ bày tỏ tình cảm của mình cùng La Vân Thi Sĩ. Ở đó có nhiều câu thơ thầm thì, tỉ tê trong yêu thương, kính trọng. Quê đại thắng, cốc rượu mời, trăm năm ngày cũ vọng lời thơ xưa. Bác về quê khói hương đưa, đất lành đại lộc, chưa mưa thấm rồi. Những năm 90 thế kỷ trước thì Trinh Đường là một người rất là ưu ái. Và có lẽ những tên tuổi của lớp nhà thơ chống Mỹ như là Thanh Thảo, như Nguyễn Khoa Điềm, như là Lưu Quang Vũ v.v. Duy Kháng v.v. Tất cả những người viết trẻ cái lớp chống Mỹ, tất cả tài hoa được phát hiện cũng nhờ Trinh Đường. Vì lúc đó Trinh Đường biên tập viên của báo Văn Nghệ, một tờ báo lớn trong cái giới văn học lúc bây giờ. Không chỉ có nhà thơ Phùng Tấn Đông, Nguyễn Tấn Sĩ, nhiều anh chị em văn nghệ sĩ khác đã bày tỏ tấm tình văn nghệ sáng trong với những nhớ thương, tri ân, nể trọng và kính phục dành cho nhà thơ Trinh Đường. Không yêu thương, không nể trọng, không nhận thấy một bóng thơ Trinh Đường lừng lững, thì khi người thơ làng La Vân về cõi khác, hẳn nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm đã không dám xác quyết rằng tim ngừng đập, tay còn cầm bút, trang giấy trắng bay trống một khoảng trời. Cũng từ những tình cảm ấy và đặc biệt từ những cảm nhận, đồng cảm sâu sắc về những tầng giá trị của thơ Trinh Đường, Nguyễn Nho Khiêm còn chỉ ra được sự vi diệu của thơ ông. Trả lại cho đời thơ hóa tiếng chuông, dục giả bước chân băng qua bóng tối, ngã nào hoa thơm, ngã nào quỷ quái, trái tim thơ gọi nhớ Trinh Đường. 20 năm Hà Nội, ngày Bắc đêm Nam, ai ngoài này chuyên vào Hồ Gươm, mẹ trong ấy có người hóa đá.
bài thơ 728 sao mà ra viết quá, bao người đọc thơ anh nước mắt tào tuôn tràn. Là người yêu thơ nhất nước Việt Nam, trên đường từ nguyện vạc tri thập từ giá, anh chẳng cần gì dành cho thơ tất cả, rước vào mình mọi thử thách gian nan. Ước rồi đây có một ngôi trường, có một con đường mang tên thi sĩ Trinh Đường, người con yêu của Quảng Nam Đại Lộc, của làng quê Đại Thắng yêu thương. Nhà thơ của quê hương Đại Thắng Đại Lộc Quảng Nam rời cõi tạm đã tròn 18 năm. Nhưng đâu đó, con người và thơ ông vẫn luôn hiển hiện, tiếp tục theo đuổi, phụng sự, tôn vinh tình yêu quê hương, tình yêu thơ ca, hướng đến cái đích chân thiện mỹ. Do vậy, trăm năm ngày cũ, không chỉ vọng lời thơ xưa như nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ đã viết, mà trong lòng các thế hệ người làm thơ và yêu thơ, với Trinh Đường vẫn mãi vọng lời yêu thương. Nhớ về miền quê sang người đất mẹ, Đại Lộc tôi ơi, như tháng năm dài, tần tảo một đời, vai mẹ cõng con.